Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Vinh thăm và làm việc với tỉnh đoàn Nghệ An nhân dịp 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2018. Thị đoàn Hoàng Mai tổ chức ngày hội Khi tôi 18, tuổi trẻ sáng tạo lập nghiệp tương lai. Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ tỉnh đoàn nhân dịp mừng sinh nhật đoàn. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ tỉnh đoàn nhân dịp mừng sinh nhật đoàn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy. Tại phiên làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực và đóng góp có hiệu quả của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, đánh giá cao một số hoạt động đã được các cấp bộ đoàn triển khai trong tháng thanh niên năm 2018. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã định hướng cho tỉnh đoàn cần xác định, lựa chọn một số nội dung công tác trọng tâm để thể hiện rõ tính chất hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên. Chú trọng các hoạt động gắn với cơ sở và thể hiện rõ tính hiệu quả, có thể duy trì lâu dài, có tính chất quần chúng bền vững. Qua đó, rèn luyện, giáo dục nhận thức, tư tưởng, hành động của thế hệ trẻ và giúp lan tỏa những giá trị tốt của xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng lãng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà luôn giữ được nhiệt huyết, sáng tạo, duy trì các phong trào đoàn có tính định hướng, dẫn dắt, lan tỏa, hiệu quả và bền vững. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, nhằm kịp thời ghi nhận tôn vinh những cán bộ đoàn và thanh thiếu nhi có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tuyên dương 22 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2018 và 8 gương cán bộ đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ký kết phối hợp trong công tác giai đoạn 2018-2022. Ban chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đón nhận cờ thi đua do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 4, Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2018. Chiều ngày 6 tháng 4, Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2018. Tại hội nghị đã hiệp thương miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2018 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn và thống nhất hiệp thương bầu đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Nghệ An khóa 2, nhiệm kỳ 2013-2018. Tiếp đó, hội nghị giao ban công tác đoàn hội khối các trường đại học cao đẳng quý 1 năm 2018. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018, thị đoàn Hoàng Mai tổ chức ngày hội Khi tôi 18 với chủ đề Học sinh sáng tạo, lập nghiệp tương lai tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018, thị đoàn Hoàng Mai tổ chức ngày hội Khi tôi 18 với chủ đề Học sinh sáng tạo, lập nghiệp tương lai tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai.
Ngày hội diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động, trưng bày các sản phẩm sáng tạo, làm báo tường khi tôi 18 trong học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, kết nạp lớp đoàn viên 87 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, team building tuổi trẻ sáng tạo. Hội thi khi tôi 18 với 4 phần thi, 18 xuất hiện, 18 chinh phục, 18 tài năng, 18 sáng tạo. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn thì đoàn Hoàng Mai đã tặng quà cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Phát động cuộc thi viết những câu chuyện đẹp tuổi 18 năm học 2017-2018. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, dựng xây đất nước, tháng thanh niên năm 2018, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính thiết thực cao và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Hơn 1.300 đoàn viên thanh niên huyện Thanh Chương đã tham gia thực hiện dọn sạch và tiêu hủy hàng chục tấn rác, biến bãi rác thành sân bóng chuyền cho đoàn viên thanh niên tham gia tập luyện thể thao, tạo môi trường sạch đẹp dưới chân cầu Rộ. 300 đoàn viên thanh niên thành phố Vinh đã dọn sạch toàn bộ số rác thải sinh hoạt tại chân cầu vượt đường sắt, đoạn giao giữa phường Vinh Tân, thành phố Vinh và xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên và tiến hành xây dựng vườn cây xanh sạch đẹp. Huyện đoàn Đô Lương đã triển khai và nhân rộng mô hình rửa xe gây quỹ yêu thương, hoạt động thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Trong thời gian một tháng đã thu được 50 triệu đồng và được dùng để trao tặng cho gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện đoàn Anh Sơn đã phát động đoàn viên thanh niên một số xã trên địa bàn thu hoạch 7 sào ngô, 6 sào mía, giúp gia đình thanh niên vừa nhập ngũ. Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tại xã Nga My, Ban Thường vụ huyện đoàn Tương Dương đã tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp huyện chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã bạt núi mở đường với chiều dài hơn 1,5 km. Bản Na Ngân cách trung tâm xã hơn 20 km, chủ yếu phải lội suối, băng rừng, thường bị cô lập vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công trình được hoàn thành đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn trước đây. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Trân và Trung học Phổ thông Thanh Chương 1 với chuyên đề Động lực trong cuộc sống và giá trị cuộc sống tuổi teen. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên được trang bị những kiến thức cơ bản về thái độ và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, có tư tưởng lành mạnh, tự tin và độc lập đưa ra những quyết định đúng đắn về hành vi, cách thức ứng xử trước những tình huống phức tạp, khó khăn thường diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Cũng nhân dịp này, tỉnh đoàn Nghệ An, huyện đoàn Thanh Chương cũng đã dành tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 500 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của hai trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Trân và Trung học Phổ thông Thanh Chương với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng. Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức thực hiện công trình tháng thanh niên cấp huyện tại di tích lịch sử cấp tỉnh Hang Du Ấm thuộc xã Nghĩa Đức. Hơn 300 đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia đổ đường bê tông và xây các bậc tăng cấp đi lên di tích lịch sử, trị giá công trình ước tính gần 100 triệu đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm Nghĩa Đàn 10 năm một chặng đường. Tại Con Cuông, trong hai ngày 17-18 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn Con Cuông ra quân làm công trình thanh niên cấp huyện năm 2018. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia giải tỏa hành lang giao thông, phát quang và dọn sạch cây cối, bụi sậm mọc xâm lấn hai bên đường từ ngã tư chợ huyện đến điểm du lịch khác khai kèm với chiều dài 20 km. Tổng trị giá công trình đạt trên 120 triệu đồng. Cũng trong ngày 18 tháng 3 năm 2018, hơn 150 đoàn viên thanh niên của huyện đã thực hiện công trình đường hoa thanh niên với chiều dài 2,5 km nối các điểm du lịch thuộc đại phận xã Lục Dạ và Môn Sơn. Ngày 18 tháng 3 năm 2018, Hội sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức tập huấn cho hơn 200 sinh viên cán bộ hội sinh viên trong năm học 2017-2018. Chương trình gồm chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức về cơ cấu tổ chức, hoạt động thường niên, các giải thưởng của tổ chức hội sinh viên các cấp, diễn đàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội sinh viên các cấp, team building, đêm nhạc sinh viên đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức giải bóng đá mini lần thứ 7, chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Giải đấu có sự tham gia của 12 đội bóng đến từ các chi đoàn trực thuộc Công an tỉnh và 3 đội khách mời. Kết thúc giải đấu, đội bóng phòng cảnh sát cơ động đạt chức vô địch, á quân thuộc về đội liên quân cảnh sát 2. Bên cạnh tổ chức giải thể thao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình nấu và phát 300 suất cơm miễn phí tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An trong hai đợt, thực hiện trồng 31 cây xanh tại nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lễ bàn giao em nuôi của đoàn. Tại lễ ký bàn giao em nuôi của đoàn, lần này đã có 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 10 chi đoàn trực thuộc huyện đoàn cam kết đảm nhận hỗ trợ thường xuyên 200.000 đồng trên một tháng trong thời gian 5 năm. Chương trình sẽ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện tiếp tục có điều kiện đến trường. Sáng ngày 25 tháng 3, huyện đoàn Anh Sơn phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức tư vấn, khám, phát thuốc và cắt tóc miễn phí cho hơn 215 người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn. Bản Vĩnh Kim là địa bàn có đông đồng bào dân tộc, thiểu số, với đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hoạt động của tuổi trẻ Anh Sơn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân ở nơi đây. Sáng ngày 31 tháng 3, tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với thị đoàn Cửa Lò phát động chiến dịch ra quân làm sạch biển. Hơn 250 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên thị xã đã ra quân thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển khu vực đảo Lan Châu tới công viên Hoa Cúc Biển với chiều dài 4 km bờ biển và thu gom 1,5 tấn rác. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng tới mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2018, an toàn, thân thiện. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị truy cập vào website tinhđoanngheang.vn hoặc Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.